Đột nhập kênh thế giới, tìm em gái biết chơi Aza. Nếu win á, sẽ được tặng 50k. Và cái kết đầu tiên á, thì mình sẽ chat lên là tìm em gái biết chơi Aza, tặng 50k một game, để coi ai là người may mắn nha. Đây đây đây, tấm mọi người ơi. Ai chà chà, ai chà chà. Úi trời ơi, lại là một nữ game thủ có kỹ năng to, trắng và tròn mọi người à. Em biết chơi Aza không? Để coi trả lời như thế nào nha. Em biết. Ai chà chà. Thế chơi với anh, win một game anh tặng 50k. Vâng, úi dồi ôi, ngoan thế nhờ. Bị cấm thì sao à? Thì game sau, có gì đâu, đơn giản đúng mọi người. Vâng, thế anh mời đi. Ok, chốt kèo nha. Ok em ơi, vô phòng với anh đi. Chơi xong anh tặng cho 50k mua trà sữa uống nha. Anh giàu ghê. He he, win một game anh tặng 50k. Nhưng phải theo anh nhé. Bỏ anh là không được nhé. Đó, đây là cái điều kiện bắt buộc. Đánh Aza mà không theo mình đi theo thằng khác là một cốc vào đầu á, chứ đó mà 50k. Vâng, ôi dồi ôi, ngoan thế nhờ. Vô tình gặp tem bản bích 5AD luôn. Game này mà 5AD mình mà kết hợp với Aza thì đánh cho tem bản chạy về nhà mách mẹ hết luôn. Thì không hiểu kiểu gì, đầu game á không theo mình luôn mọi người ơi. Hồi nãy thì giả giả vâng vâng, vào game thì làm một đường chạy một nẻo. Không biết tem bản chơi cái chiến thuật gì mà dồn hết 3AD ra mid luôn. Là Violet này, Elsu với Caffeine mọi người à. Đánh cực ghê luôn đó, ăn được cái mạng của thằng Ben luôn. Lúc bấy giờ thì Aza mới chịu leo lên đầu mình nha mọi người ơi. Aza mà leo lên đầu mình là mình cần 5-60 thằng luôn. Lúc này thấy mình hết máu rồi thì Violet có lộn vô. Nhưng mà ai ngờ đâu mình được level 4, mình kéo chiêu 2, chiêu 1. Mình đánh cho hai thằng này chạy về nhà bác mẹ. Thì cái thằng Elsu nó răn nó rỉa cái gì vô mình á. Thì mình cay quá, mình cho nó lên bảng điểm số luôn. Double kill. Giờ thì mình đi ăn cướp nha mọi người ơi. Đó, đi ăn cướp tém bản toàn AD. Nói chung vô là mình đánh cho chạy về nhà mách mẹ hết. Đó, game vui vẻ. Game vui vẻ này mà chạy ghế vào ông cóc. Rồi đứng lại ngắm đi, đứng lại ngắm đi. Rồi hai thằng này chết rồi mọi người ơi. Pha này lành ít chữ nhiều rồi. Ôi dồi ôi, ba thằng luôn. Nấp thôi, nấp thôi, nấp thôi. Rồi rồi rồi, bốn thằng. Ôi dồi ôi, kiểu này là cũng xong rồi. Nhưng không sao, sức mạnh thì có Aza trên đầu ấy, Life Fighter hiền thôi. Ui dồi ôi, một thằng nè, rồi hai thằng nè, rồi ba thằng nè, ui dồi ôi, rồi bốn thằng nè, ui dồi ôi, rồi năm thằng. Ok nha mọi người ơi, 10 điểm chưa? Thì mình mới chat lên là được không em? Nhưng mà trước đó thì Aza có chat là ok chưa anh? Ui dồi ơi. Sau đó mình giả vờ là chat lên làm người yêu anh không? Thì Aza mới cười, anh cứ đùa. Ai chà chà, dám từ chối à? Ok nha, từ chối mong tổng thống buồn lông tổng thống lại cân năm á. Mà cân năm là hơi mệt cho tem bản đó nha. Thì mình mới chat lên tiếp á là yêu anh đi, anh kéo lên chiến tướng. Đó, thấy chưa, khoái khoái chảy nước miếng liền. Thôi anh đùa chi, anh nói thật mà. Thì bây giờ mình sẽ nhường blue cho Aza. Đó, thể hiện cái tình cảm của mình. Em ăn đi, con blue này là anh dành cho em đó, dành cả tình cảm của anh cho em đó. Chứ còn người bình thường mà anh blue của anh là anh cốc vào đầu rồi đó nha. Bởi vì mình nhường blue rồi cho nên mình quyết định là qua cướp blue cho em ạ. Yêu anh đi, cả thế giới để anh lo. Yêu anh em được gì hả? Ai chà chà, được rất là nhiều luôn nha mọi người ơi. Ai mà yêu mình là được rất là nhiều luôn. Đấy, thì bây giờ mình mới lại chạy lên, mình cần 5-60 thằng tiếp. Đó, đầu tiên á là yêu anh, anh sẽ kéo em lên chiến tướng. Yêu anh em sẽ được tất cả luôn. Đó, tất cả những gì của anh luôn. Để em nghỉ, ok nha. Cho em 5 phút để suy nghĩ. Thế em không đồng ý thì sao? Là vì em yêu anh. Mình tán Aza, mà cuối cùng lại lòi ra con là vì là sao. Ôi rồi ôi, mấy thằng này, tao đang tán gái lại cứ vô làm phiền là sao hả? Không đồng ý á, anh yêu Lavi luôn. Vâng, anh yêu đi. Trời ơi, nói gì cũng giả, cũng vâng hết phải chơi. Nhưng mà mình biết ra mọi người, con gái nói có là không, nói không là có, nói có là không. Cho nên pha này mình quyết định cần 5-60 thằng để thể hiện tình cảm của mình nha mọi người. Chắc chắn là giá đáng khoái mình lắm rồi. Đó, tổng thống Vietjet đánh cái con bài vơ vét như thế này, vét như thế này mà không khoái sao được. Yêu anh không? Trời ơi, yêu đi, yêu, 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 yêu mọi người ơi. Có, mẹ cái thằng Emily này.
mày, hai đứa tao đang yêu nhau này còn xen vô. Mày với cái thằng Lavi yêu nhau đi. Kìa, yêu hai bạn kia kìa anh. Không, anh yêu em. Thôi, bây giờ thì lại tới lượt thằng Ben. SB yêu anh không? Anh đẹp trai lắm. Ui dồi ôi, anh đẹp trai nhưng mà làm sao khoai to được bằng em hả? Anh Ben, hả? Anh đẹp trai thôi, chứ con khoai to là anh không bao giờ bằng em được nha. Em cân 5-60 thằng rồi, anh thấy chưa? Anh có cân được đâu mà đòi yêu người ta hả? Rồi, em ăn đi. Pha này anh nhường cho em cái mảng này đó. Em nhớ là phải yêu anh đó nha. Thì bây giờ mình mới chốt một câu cuối. Là yêu anh không? Không yêu là anh phá game luôn. Có, úi trời ơi, có. Thì vừa hết game luôn thì trận này mình được MVP. Thế cuối cùng á, là em có yêu anh không? Để anh biết này. Có, úi trời ơi, bây giờ thì có răm rắp. Thế hai chúng ta là một nhà. Em có lấy 50k nữa không nè? Anh cho thì em lấy. Trời ơi, khốn thế nhờ. Ok, thế nốt game này đi. Đó, xong hai game á là em sẽ được 100k luôn. Hay em thích skin gì không? Tặng skin cũng ok phết. Anh nhiều tuổi rồi á hả? Đâu, để xem lại cái avatar coi nào. Ui dồi ôi, avatar này là hình trên mạng hả mọi người? Hình này hình như là ở trong nhà tắm đúng không? Em thích skin 3S á. Năm nay anh 2k nha. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 2k3. Ui dồi ôi, vậy là hợp tuổi á. Em thích skin gì thì nói anh. Dạ, nốt trần em đi làm. Em đi làm gì vậy? Trong shop quần áo á? Ôi, em là người mẫu à? Không anh, em làm ở đấy thôi. Em là sinh viên năm 2 hả? Anh thấy avatar của em còn đẹp hơn cả người mẫu luôn á. Thì, rồi khoái. Nhưng nhìn hơi mờ nha. Mờ lem. Mày em cùi nên mờ á? Úi dồi, mày cùi à? Mày cùi mà thấy vào game nhanh phết. Thôi vô game nha mọi người ơi. Hai game á, rồi tặng nó 100k cho nó chất. Tự dưng thèm trà sữa. Tí anh ship trà sữa cho nha. Thôi em đùa. Trận này thì mình quyết định là đánh cho thật nhanh nha mọi người ơi. Để ra gọi là còn tặng trà sữa cho em ấy nữa nha mọi người ơi. Rồi cần 5-60 thằng này đi đâu đây? Theo nát lại là Lý Mặt Trời mọi người ơi. Lý Mặt Trời nhìn phát biết ngay. Rồi chạy đi đâu. Lên bảng điểm số ngay. Pha này Illumina thấy mình hết máu á, tưởng được ăn mình á, là ngon đó mọi người. Nhưng đâu ngờ đâu, với cái đẳng cấp của mình á, thì lại ao nhây. Xong rồi mày chat lên á, là yêu anh sướng không? Đó, để xem phản ứng coi nha. Ngại quá đi ba. Úi giời ơi, thích chết ba, được chứ đâu mà ngại. Thì liên tục á, là mình ép đường rồng nha mọi người ơi. Pha này thì mình cần 5-60 thằng rồi. Đó mọi người để ý đi. Không 5-60 thằng thì 120-300 thằng. Đó, bắn cả chủ luôn. Đó, quyết định là hy sinh luôn nha mọi người ơi. Hy sinh luôn nha. Xong mới chat lên là anh hy sinh vì em đó. Cố gắng ép cho nhanh nha mọi người ơi. Fan này thì tem bản nói chung là quá yếu rồi. Một mình với Aza là có thể cân hết luôn á. Thì thằng voi nó cũng vậy. Thằng voi bây giờ là cũng giống như con kiến mà thôi. Vậy là lại win nha mọi người. Bây giờ mình mới hỏi á là em uống trà sữa gì. Em giỡn thôi chứ em không thích trà sữa. Thì em thích gì? Em không biết à. Thích anh không? Đương nhiên rồi. Úi trời ơi. Thì đúng như lời hứa thì mình có xin Momo và mình chuyển cho bạn này đúng 100k. Mình nói là gửi tiền ăn vặt nha. Đó, thì mọi người tự thấy đi. Yêu cục cưng của em nhất. Úi trời ơi. Trần Minh Dương mọi người à. Dương là con trai đó nha. Thì mình biết chắc là bản này là cù có gái rồi. Nhưng mà không sao nha mọi người ơi. Mình thực hiện cái thử thách mà lên kênh thế giới. Tìm bạn gái chơi Aza tặng 50k. Hai trận á thì mình tặng 100k. Đấy là cái biên lai mà mình gửi tiền cho mọi người. Xong mình mới giả vờ là hỏi tên. Mà em tên gì nhỉ? Em tên Tâm Á. Người ta hay gọi em là Dương. Kha. Giờ thì mình giả vờ xin Facebook nha. Em có Facebook không? Dạ có. Thì cho anh xin Facebook nhé. Sợ không tìm thấy, kết bạn Zalo. Rồi em gửi link. Tao đó mình mới có check lịch sử đấu của bạn này. Thì chắc chắn là bạn này là con trai nha mọi người ơi. Nè, đánh lăn đó nè, ngủ không nè, Batman nè, vé rết AOE tu len ngủ không. Gần như là không đánh Aza luôn, éo xú nữa nha. Đây, đây là lúc mà mình nhắn tin với bạn ấy nè. Anh đây, alo, em đây. Facebook của em là gì nhỉ? Cứ nhắn Zalo đi, em quên mật khẩu Facebook rồi. Anh ơi, sổ sứ mệnh mới ra kìa. Quên mật khẩu Facebook mới ghê chứ. Sổ sứ mệnh mới ra, úi dồi ôi. Tính rủ mình đó mọi người à. Em đưa Facebook đây, rồi anh mua cho. Dạ.
Sau đó có gửi link Facebook cho mình. Nhưng mà cái ạc này á, là ạc cơ lót nha mọi người ơi. Mới tạo luôn. Đó, tạo Facebook để lừa mình mới ghê chứ. Xong rồi mình không có trả lời nữa thì nhắn một đồng luôn. Nè, mải làm quá, anh gửi chưa à? Ok, anh không rep à, chắc chắn em rùi, đúng không? Xem mà không rep à anh, mẹ làm em tức à. Thôi em không cần nữa, chơi game không anh, mặt xì xì xì. Thôi, để mình nhắn luôn. Thôi, anh nói đùa đó. Anh phải đi làm đây. Mẹ anh không cho anh yêu đâu. Bye bye em nhé. Đó, để coi nó trả lời cái gì nha. Ok anh, thế có chơi game không? Không em. Anh xóa game rồi ạ. Sao lại xóa? Không thích thì xóa thôi em. Xong rồi, mình không có trả lời tin nhắn nữa nha mọi người ơi. Thì mình chốt lại một câu á, là mình khẳng định luôn, bạn này là con trai. Nói chung á, là lên kênh thế giới để lừa. Nhưng mà ai cứ gặp mình là người tốt, mình cho luôn. Đó, anh em hiểu vấn đề không? Ok nha anh em ơi, anh em thấy hay thì nhớ like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại.